Thưa quý khán giả, quý 1 năm 2023, tình hình tai nạn giao thông cả nước giảm cả 3 tiêu chí. Kết quả trên được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông tin tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa diễn ra vào chiều ngày hôm nay 6 tháng 4. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì. Theo báo cáo, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023, cả nước xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, là 1.436 người chết, 1.578 người bị thương. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn, số người chết giảm tương đương 15%, số người bị thương giảm 8%. Thành phố Cần Thơ là một trong số 14 tỉnh thành có số người chết do tai nạn giao thông giảm trên 40%. Tuy vậy, vẫn còn 5 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng trên 50% so với cùng kỳ là Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Con Tum, Lạng Sơn và Sơn La. Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, nhưng theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, thì tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ung tắc giao thông ngày càng tăng tại các thành phố lớn. Chính vì vậy, trong thời gian tới, cần chỉ đạo xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, triển khai đồng bộ các giải pháp về kiểm soát tải trọng, tăng cường tuần tra và xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thanh tra kiểm tra đột xuất đối với việc chấp hành các quy định về pháp luật của các trung tâm đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe dần dần